Chúng ta cùng nhìn sang pages 2 trang 310. Phần đoạn văn này chúng ta sẽ cùng nhau đọc về một cái dạng đồ ăn đó chính là organic foods, tức là thực phẩm hữu cơ. Với những cái thông tin về thực phẩm hữu cơ thì chúng ta có hai câu hỏi à hai phần bài tập đó là task 1 và task 2. Phần bài tập đầu tiên của chúng ta sẽ là hỏi và trả lời các câu hỏi, đọc thông tin trong bài số 2 và trả lời các câu hỏi ở đây thì cũng giống như mọi bài khác. Với bài số 2 ở trang 311 thì chúng ta sẽ cùng tìm ra những từ hoặc cụm từ mà có ý nghĩa người ta cho sẵn ở đây rồi. Vậy chúng ta cùng đi vào bài tập đầu tiên, task 1. Read the passage to and answer the questions. Question 1, câu hỏi số 1. What do farmers and consumers believe? Nông dân cũng như là người tiêu dùng, consumer có nghĩa là người tiêu dùng. tin tưởng điều gì. Hai hai đối tượng này họ tin tưởng điều gì? Chúng ta cùng đọc đoạn văn từ đầu để chúng ta có thể hiểu nội dung. Đồ ăn hữu cơ hay thực phẩm hữu cơ organic food có an toàn hơn và dinh dưỡng hơn hay không? Điều này là rất là một phần rất là quan trọng của cuộc tranh cãi debates, có nghĩa là tranh cãi rất nhiều nông dân và người tin người tiêu dùng đã tin vào điều đó. Vậy tin vào điều đó đó chính là cái việc là gì? Tin vào việc là gì? Đồ uh, thực phẩm hữu cơ thì an toàn hơn và dinh dưỡng hơn, đúng chưa ạ? Vâng, thế thì ở đây các bạn có thể có thể viết cái câu này, đó là gì? Organic food. Tin vào điều đó là gì? Organic food is safer and more nutritious, new nutritious, new Ok rồi hai đối tượng này họ tin tưởng vào điều này. câu hỏi số 2 what do people, what do doctors think? trong khi nông dân và người tiêu dùng tin tưởng điều đấy thì các bác sĩ nghĩ gì? what do doctors think? vậy chúng ta cùng nhìn, cùng nhìn tiếp thông tin kế tiếp ạ. Họ nghĩ rằng là các chất hóa học dùng trong nông nghiệp có thể gây hại, gây ra những cái căn bệnh nguy hiểm giống như là uh, ung thư, nhưng không có nhiều bằng chứng chứng minh điều này là đúng. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng là thực phẩm được sản xuất theo phương pháp hữu cơ thì có thể giảm được những cái nguy cơ bị bệnh tim. Rất nhiều bác sĩ nghĩ rằng quan trọng hơn đó là hãy ngăn cản những cái uh, vi sinh vật hoặc là vi khuẩn nguy hiểm loại bỏ chúng ra khỏi đồ ăn bị, đang bị nhiễm bẩn. Vậy thì đây chính là điều mà bác sĩ nghĩ đúng không ạ? Chúng ta có thể đánh dấu lại cái câu này. It is more important to stop dangerous bacteria from contain, contaminating food. Và đây chính là câu trả lời cho câu hỏi số 2. Các bạn tự ghi lại hộ cô ạ. It's more important to stop dangerous materials from contaminating food. Thông tin câu hỏi số 2 nằm ở đây. Các bạn tự ghi lại hộ cô nhé. Tiếp theo sang câu hỏi số 3. What can the bacteria do? Vi khuẩn có thể làm gì? Đúng không ạ? Vi khuẩn có thể làm gì? Vâng, có thể làm gì thì chúng ta lại đọc tiếp. Đang nói đến vi khuẩn mà vi khuẩn có thể làm gì những con vi khuẩn này có thể gây nhiễm bẩn cho cả những cái trái cây và các loại rau uh, hữu cơ hoặc là không hữu cơ và bác sĩ khuyên là hãy rửa các sản phẩm này thực rất là cẩn thận trước khi ăn chúng vậy thì có thể làm gì thì ở đây đó là this bacteria can contaminate both organic and non organic fruit and vegetable Đấy chính là thông tin. Vậy các bạn có thể điền cái câu này bằng là This material can contaminate both organic and non-organic fruit and vegetable. Thông tin cho câu hỏi số 3 nằm trong câu này. Xong chưa ạ? Rồi chúng ta nhìn tiếp ra câu hỏi số 4 nhé. What are some other names of sugar in the ingredients of products? Những cái tên khác của đường trong các thành phần của sản phẩm Ingredients có nghĩa là thành phần. Products có nghĩa là sản phẩm. Sản phẩm. Được chưa ạ? Vậy thì những cái tên khác của đường ở trong các sản phẩm nó có những cái tên nào khác để chúng ta có thể chú ý này. Thịt, cá, thịt gà có thể trở nên bị nhiễm bẩn, vì thế mà hãy rửa tay trước khi mà chế biến những món ăn này là một điều rất là quan trọng. Rất nhiều bác sĩ cũng tin rằng là chúng ta nên giảm cái lượng đường ở trong chế độ ăn. Ở đây trong câu này thì các bạn nhớ cho cô cái danh từ diet. Diet có nghĩa là chế độ ăn. And there is a lot of evidence to support this idea. Và đã có rất là nhiều minh chứng hoặc là cái bằng chứng để có thể phụ hỗ trợ cho cái ý tưởng này. Họ gợi ý là hãy kiểm tra một cách cẩn thận thành phần hoặc là danh mục các thành phần trên các sản phẩm đã được chế biến sẵn processed food có nghĩa là những cái đồ ăn mà đã được đóng gói hoặc là chế biến sẵn rồi và những cái đồ uống cho những uh, và những cái đồ uống đối với uh, với tất cả những cái từ mà có thể nhận ra được đều có nghĩa là đường đó chính là glucose, sucrose hay là fructose ba tên đúng không ạ ba cái tên. Đây là ba tên gọi khác nhau của sugar. Vậy thì các bạn ghi chép lại cho cô câu hỏi số 4 đó là glucose, sucrose and fructose. Ở đây nó chính là đáp án cho câu hỏi số 4. Xong chưa ạ? Rồi chúng ta nhìn tiếp sang câu hỏi số 5. Câu hỏi số 5. is the saying better safe than sorry. Ờ, uh, cái cái câu nói đó là Better safe than sorry An toàn hơn An toàn thì tốt hơn là lời xin lỗi Ở trong đoạn văn số 2 Gần nghĩa nhất với câu nào một Safety is the most important thing An toàn là cái Điều quan trọng nhất B. Saying sorry is good Nói xin lời xin lỗi là rất là tốt C. Nói lời xin lỗi Nên, nên được uh, Sẵn sàng trong tình huống là Chẳng có cái gì có cái điều gì đó làm sai và ý D đó là sự an toàn thì không tốt như là lời xin lỗi. Vậy chúng ta cùng xét xem là cái câu này nó gần nghĩa với câu nào nó nằm ở trong cái câu cuối cùng của đoạn văn. Consumers of organic food often say better safe than sorry when it comes to what they eat. Có nghĩa là các uh, những người tiêu dùng của cái sản phẩm hữu cơ thường nói rằng là gì? An toàn thì tốt hơn là lời xin lỗi khi mà nó đi vào cùng với chế độ ăn mà chúng ta ăn vậy thì xét các đáp án ở đây thì các bạn thấy là đương nhiên phương án a sẽ là phương án tương ứng với cái câu đó là gì better safe than sorry safety vẫn mãi mãi là cái điều quan trọng nhất